Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bột rau má nhé. Bột rau má là một loại bột được nghiền từ lá rau má tươi được phơi khô hoặc sấy lại. Đây là một loại rau rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Bột rau má chứa nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất, vitamin, chất chống oxy hóa giúp dưỡng ẩm và làm đẹp da. Ngoài ra còn hỗ trợ chữa nhiều bệnh khác như nhọt, táo bón, giải độc, tim mạch, giảm đau lưng, sốt. Một số tác dụng của bột rau má. 1. Tác dụng của bột rau má giúp hạ sốt. 2. Công dụng của bột rau má trong việc chữa lành vết thương. 3. Bột rau má giúp trị mụn. 4. Tác dụng của bột rau má trong việc làm đẹp và ngăn ngừa lão hóa. 5. Tác dụng của bột rau má tốt cho tim mạch. 6. Tác dụng của bột rau má giúp tăng trí nhớ, giảm stress. Cách dùng bột rau má hiệu quả nhất. 1. Cách dùng bột rau má để uống. Thức uống từ bột rau má có tác dụng thanh lọc, làm mát cơ thể, giúp tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật cho cơ thể. Hướng dẫn cách dùng bột rau má uống. Lấy 3 thìa bột rau má hòa tan với 200ml nước ở nhiệt độ khoảng 70-80°C. Có thể thêm một chút đường hoặc mật ong để tạo độ ngọt cho nước uống. Khuấy đều và thêm đá lạnh, thưởng thức ngay. 2. Cách sử dụng bột rau má đắp mặt. Bột rau má đắp mặt có tác dụng gì? Cách dùng này sẽ chủ yếu thiên về tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa mụn nhọt, chống lão hóa cho da. Hướng dẫn cách sử dụng bột rau má đắp mặt đơn giản như sau. Dùng 3 thìa bột, cho vào chén, thêm một ít nước ấm để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt sau khi đã làm sạch da. Nằm thư giãn trong 30 phút rồi rửa sạch với nước. Thực hiện cách dùng bột rau má đắp mặt này mỗi tuần từ 2-3 lần để đạt được hiệu quả chăm sóc da tốt nhất. Ngoài ra để đạt được hiệu quả chăm sóc da tốt nhất, bạn có thể dùng bột rau má kết hợp cùng các nguyên liệu làm đẹp khác như sữa tươi, sữa chua, mật ong để làm mặt nạ chăm sóc da mặt. Cách làm bột rau má đơn giản, dễ làm tại nhà. Bột rau má thường có thể bảo quản được lâu hơn so với rau má tươi. Hãy cùng học cách làm bột rau má tại nhà nhé! Nguyên vật liệu cần chuẩn bị: 1kg rau má tươi, 100g muối tinh, 1 tấm lưới, máy xay. Các bước làm bột rau má tại nhà. Bước 1. Rửa sạch phần rau má đã chuẩn bị. Nhớ nhặt bỏ hết lá úa rồi vò nát để tránh làm hỏng bột. Ngâm rau má tươi trong nước muối khoảng 30 phút, sau đó vớt ra. Bước 2. Đem rau má đi phơi nắng, trải đều từng lá lên vỉ. Bước 3. Sau khi rau má đã khô, bạn cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn. Khi xay có thể dùng dây lọc để xay được bột mịn nhất. Bước 4. Lấy bột rau má đã xay mịn cho vào lọ và đậy nắp lại, nên bảo quản nơi thoáng mát để dùng được lâu, tránh ẩm mốc. Bạn có thể mua bột rau má ở nhiều địa chỉ trên thị trường. Tuy nhiên để hạn chế gặp phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, một gợi ý hoàn hảo cho bạn là hãy liên hệ và đặt hàng trực tiếp với Nông sản Dũng Hà để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng, an toàn với giá cả hợp lý nhất. Bột rau má tại Nông sản Dũng Hà cam kết mang lại đến sự an tâm và an toàn hàng đầu cho người sử dụng. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé.